thị chủ bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi qua đây thỉnh xăng. Rồi ôi, dạo này xăng khan hiếm quá nên Tôn Ngộ Không đã chuyển từ thỉnh cân sang đi thỉnh xăng rồi kìa. Lão thầy bói đến một cây xăng rồi gọi lớn: đổ tôi 30.000. Sau khi đổ xăng xong, lão thầy bói liền leo lên xe chạy đến cây xăng tiếp theo: đổ tôi 30.000. Sau đó lão lại lên xe chạy đến cây xăng kế tiếp: đổ tôi 30.000. Đầy bình rồi đấy, bà vừa lòng chưa? Rồi ôi, thì ra bà vợ bắt lão thầy bói đổ xăng đầy bình, mà những cây xăng gần nhà thầy bói chỉ cho mỗi người đổ 30.000 thôi, nên lão phải đến tận 3 cây xăng mới đổ xăng được đầy bình. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Chú ba đang dắt bộ xe về nhà thì thấy con gái đang ngồi đợi trên một chiếc xe lăn. Bố, ủa, sao bé hai bây giờ trông già nua thế? Con biết, bố của con sẽ về mà. Con gái của bố. Mẹ đâu hả bố? Mẹ đổ đầy bình con à? Úi dồi ôi, thì ra chú ba và vợ đang đi đổ xăng, mà bây giờ người ta xếp hàng đổ xăng nhiều quá nên bé hai ở nhà ngồi đợi chờ lâu đến mức trở thành bà lão luôn rồi. Anh đổ xăng rồi qua đón bé liền, nhưng anh chàng này đến cây xăng nào cũng đều bảo là hết xăng. Anh đến rồi bé. Rồi ôi, đúng là thanh xuân trôi nhanh quá mà, chờ đổ xăng tí hết bà thanh xuân. Anh cho em order size lớn nha. Dạ, chị ngồi chờ nhé, thiệt bị rung, chị đến quê nhận giúp em ạ. Bạch Cổ Tin liền ra ghế ngồi đợi. Sau một thời gian dài ngồi đợi, chiếc máy trên tay của Bạch Cột Tin đã rung, báo hiệu đến lượt cô nhận hàng. Dạ, cảm ơn quý khách. Bạn em 2 lít xăng, anh có muốn úp lên xe lớn cho đầy bình không ạ? Không ạ, để tiền là đang bún bò nữa. Úi dồi ôi, cửa hàng bán xăng mà sao phong cách phục vụ trông như bán ra sữa vậy? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nay giao trị, tài hồi sáng phải ứng biến. Shipper tung của: alo khách ơi, này nghỉ giáo nha, không đổ xăng được. Nhưng với shipper Việt Nam, người ta sẽ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, giao hàng đến tận tay khách hàng mọi lúc mọi nơi, cho dù không đổ xăng được. Trời nắng, họ sẽ đi xe ngựa. Còn lúc trời mưa, đường phố ngập lụt, họ sẽ cưỡi cá sấu. Trong lúc mọi người đang chen chúc nhau để đổ xăng thì Thành giọng thầm nghĩ: đi xe chi để phải đổ xăng, cứ đi ngựa, chỉ cần cho ăn như ta có phải sướng không? Vất vả cho mày ăn quá, không cần khách sáo em ơi. Rồi ôi, thì ra con ngựa sắc của Thành giống nó hoạt động nhờ động cơ chạy bằng cơm mà. Nhưng mà ăn cơm nhiều như thế này xem ra có vẻ tốn kém hơn đổ xăng đấy. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.